Sở tạch trao tinh lại bom mẹ pin ông, mới pin ông bứng le chương trình truyền hình quam tay khổng đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biển, cuồng chương trình mơ nì hôm mi bưng bai tèm, sương lặng. Lông tuyến khám giả bệnh bảo hiểm y tế, tạ lung ngày đi hở dần bay. Lang đi cổng trình bàn dài năm sổ, họ từng chu hươn nặng mơ ảng. Không ký tắm hụ khổng côn lao, khen nì mơ pin ông quam cằn bứng le chương trình. Chiêng pin ông hạc sường, tòi thông tư xí xíp khổng bộ y tế, té bữa nâng pì sóng pan bài xíp hốc, ngành y tế chiên cái nang vịa lông tuyến khám giả bệnh bảo hiểm y tế, càng tuyến xã cánh tuyến huyên nằng cuồng tình. Họt khay viện nam dệt tạt bồn máu nỉ, có tạ luông ngài đì, tròi rửa côn chôm hạp bảo hiểm y tế, báu mết lại gian đèo, dệt cho tàng triển lai, vầy chiên té tuyến xã khẩn mưa tuyến huyên. Còn ni côn chép mà khám giả bệnh bảo hiểm y tế nặng chu hơn xà tuyết nửa cho sò chìa chiên mưa hơn xà té chu trạm y tế xã phường có mít lại gian đèo dệt triển lai sương năn tẹt pan bó nòi họt vịa giàu giả bệnh tòi thông tư xí xíp bộ y tế té bữa nưng vì sòng pan bài xếp hốc côn chôm hạp sự bảo hiểm y tế đăng ký khám giả bệnh cốc khe nặng chu trạm y tế tuyến xã phường phòng khám đa khoa báo co khươn xà tuyến huyện quận tỉnh co đẩy le men tuyến thông tư 40 tự nhớ là nhằm mục đích để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia bảo hiểm, người có thẻ bảo hiểm đối cấp thông tư xí xíp phân lại tạ luôn ngài đi choi sửa dần bay chôm hạp bảo hiểm y tế để hưởng chu quyền lợi không bảo hiểm con chơ đẩy lông tuyến đăng ký khám giả bệnh bón đờ chòm đẩy khám giả bệnh nặng bón năn và khám giả bệnh bón men tuyến chòm đẩy hưởng té chết xích phân hoi lông tử cánh nặng chu tuyến cấp nửa hương rút lông té chơ đẩy lông tuyến dần bay đẩy hưởng hoi phân hoi ca thẻ bảo hiểm sau đầy quyên lựa bón khám giả bệnh chậm nhất bón mi chu tàng trương y tế tóp đầy lang áo khổng sầu cặp luông tật bùn mái ni dần bay rú chu huyền thanh phố co đầy mắc khám giả bệnh nặng chu hơn xà tuyến huyền thanh phố báu khát khổng ma tăng vịa phản bón khám giả bệnh xương con ni báu tật bùn bón khám giả bệnh bảo hiểm y tế dần bay đẩy lựa bón khám giả bệnh chọp sồm cắp lang áo cánh luông mi khổng lắp mò cánh đẩy pu bằng men toi tắt bùn pom năn có phong phơn gión đẩy san đèo diệt triển hay đối gấp côn sự bảo hiểm y tế đối gấp trạm y tế xã phường dần bay phơn lại mắc khám chơ chép sảy báu co mắc khám ẩu già lưng chơ trước sau hết mi thông tư mà lo dần bay ham khám tại trạm y tế xã ở chứng minh thư xuất chứng minh thư các thẻ bảo hiểm y tế thì chẳng tèm để chia giấy giới thiệu ở dần bay ham khám tiến nửa lại khai ca mi thông tư 40 má mình rất là ngay ở dần bay hao vứt thả mà các trạm y tế có thể thẳng mưa tuyến cao lại giảm vứt thời gian ở dần kịp thời khám chữa bệnh ở hơn kịp thời ví dụ bệnh nặng ấy thì vứt mất thời gian ở dần lại ý hù thị si dỗ xã mương phăng đằng sau già hở lụ trai nặng trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ đẩy sòng mưa nỉ ý si hở hù con nỉ chua hơn mi phở chép sảy cho ma trạm y tế xã sò chìa trắng mưa tuyến nửa cánh đẩy hưởng hoài vân hoài bảo hiểm y tế khai ni chủ côn đẩy phép sư ma trung tâm y tế khám báu mết lại san đèo dệt triển hai nặng trạm y tế vừa xin viện khám giả bệnh cò văn xưa vợ con tôi ốm thì tôi vào thảm vào đây tôi không vào trạm lộ khỏi bền chết sương năn khỏi cò sư ma khám giả bệnh nặng trung tâm y tế thành phố báu khẩn mưa trạm y tế xã
nẳng chăm xá, xung khỏi chom to khám, cánh sò già lưng chơ. Ma nỉ khỏi gọi yên chờ, té về chuồng hong con chép, cánh chú ý bác sĩ, co mết mốc bồng chờ khám giả bệnh. Cái này đó, bản mương cái cải tiến khám để thông tuyến, là đó mình tiện, ít khám chứ là chia phai đâu hả ma, thẳng cứ tiến nửa đấy, bác Thảo chỉ giới thiệu, chết tiện đợi hở bệnh nhân. Giáo giá đó có tiện đợi để khám cũng điều kiện siêu âm xét nghiệm cũng kỹ thuật hiện đại xưa để giáo giá đó mất cờ đi xưa đầy đủ xưa. Ngân khám giả bệnh báu tướm ten khẩn tà va khám nằng trung tâm y tế báu co phòng khám nằng chu xá huyện ứn hư dần bay nhưng đầy hưởng hoi vẫn hoi khổ lợi tì không thẻ bảo hiểm ha và bom cấp tạ khổ đi đối cấp dần bay vệ lông tuyến khám giả bệnh cò dệt giả cha đối cấp chủ cửa sở khám giả bệnh tuyến nửa lung Nguyễn Đức Thịnh phó giám đốc trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ hà khu chiếc tóp đầy lang áo khám giả bệnh không dần bay cơn mết mốc bồng chờ chuồng hong con chép nó là nó lăng áo khám giả bệnh không dần bay mùi hương tỷ xưa vừa xin chủ cơ sở khám giả bệnh cơn phai phơn sự chủ tàng trường chuồng hong khám giả bệnh chọc sồm thuận lợi cho người bệnh thì cũng là những cái khó khăn đối với lại các cơ sở y tế thì bắt buộc cơ sở y tế muốn có người bệnh thì phải bắt buộc nó bưng khủ ngay đi đối gấp con chép hư chủ cơ sở y tế có bò số nâng khủ dạ cha dương sư chủ tàng trường y tế tàng đi biến thái hòa trà chuồng hong quân chép nọ là nó chơ đẩy lông tuyến tép bì sòng văn bài xếp hốc hoặc bì sòng văn bài xếp bét dệt bồn cài quỹ bảo hiểm chủ tàng trường y tế tàng đi có khai ca banh xưa vệ lông tuyến khám giả bệnh bảo hiểm y tế men khu tật bùn cân sẵn tạ luôn ngài đi hở côn sư bảo hiểm y tế đẩy sủ chu dịch vụ y tế tăng đi bom năn phúc hành chu phòng khám trung tâm y tế quảng tỉnh tướng ten phía chuồng hong tóp đẩy lang áo làm đủ hảo hanh không sân bay quảng phòng chương bình ông hát sườn Cón nỉ chu xã bản Phổng Sùng, huyện Mơ Ảng, tỉnh Điện Biên, đẩy phai phân tảng tánh cổng trình năm pẹ, nàng phồng po me chu chừa nòi côn, tòi luông tảng tánh bể chuông năm sủ, tọp hôm. Ha và họt khẩy chu bể chuông năm sủ, tọp hôm, báu chọp sồm. Cánh đẩy biến dệt tòi luông, bản dài nằm, họt từng chua hươn. Tạ lại khổ ngay đi, hỏi chu chua hươn, cánh nhận bảo lợi ích khổng bản khuống. Công trình năm sủ nằng huyền mức ẳng đẩy tẳng tánh té chu tàng ngân cốc xương chương trình hoài nâng xàm xếp hạ chương trình tẳng tánh bản nam ớ nằm pẹ sờ sủ bón rú chương trình gión cặt cung khổng ngân hang tênh phén mức lùm về kép bê ngân cốc mả pe diệt dườn cánh bản dài năm sủ hở sân bay họt khay hỏi phân hỏi chu bản khổng huyền mức ẳng mi bể chuông năm sủ nằng bản khuống. Ha và vịa tẳng tánh bể chuông năm sủ tọp hôm nằng mức ẳng bò này xa cha. Vừa dần bay nằng số nâng bản hê mi hòa trào bảy tre công trình năm sủ. Sương năn số nâng công trình bản dài năm sủ nằng bản khuống bấu cực đầy lang tì. Lại công trình hắc bé tệ nhạ bó đầy sảng bành lập tăn. Hòa trà ở bảy trè công trình, hồ hôm không dần bay, lút gión. Viện thủ ngân nằm vầy, mi ngân sẵn bành công trình nằm sủ, bỏ lại xa cha. Vầy mi nằm sủ, lại cho hơn hát tử phải ngân sử cỏ cái năm, té chu hỏi mát sủ, kém bường lại phải ngân. Cánh bó nhận vào bè sờ, số nừng cho hơn vầy ngân khoam khủng nằm, vầy sủ.
Anh ấy đó khỏi ba hết ní hơn nước đó bản mương cả đầu tư hậu miên ngoài năm sinh hoạt nông thôn mà thực tế đó đều công trình mỗi năm nó xung khỏi đó chỉ dù này gian sóng tuần thôi còn lại đó năm nó hấp ma sẽ chắc biến nhau đâu hay khai bởi vì nó bơm mi đó xung khỏi tới hơn các bạn kỹ bên nó con tàu cần mất sư ở bó năm bó nay là đầu tư đường ống mất sư để sủ thôi. Tép bị sòng phân và xếp mét hoạt khai, cấp ngân cốc khổng chu chương trình, dự án khổng hơn mương, huyền mất ngẳng, có phải hơn tảng tánh cho công trình nằm sủ, họt từng cho hơn, phải dần bay mi nằm sủ ngay đi. Dần bay, trắng cơn pín vòi, lỏ mi nằm sở sủ. Vịa dệt lanh ngay, áp uống sạc xua, có ngay đi xưa. Lươn xưa, lỏ dần bay mi hòa trở trách nhiệm xưa, quảng vịa bảy chè công trình năm sủ khổng chúa gân chầu cơn sản xưa lò mi năm pè sủ nhằn bào hảo hanh côn sủ năm thế châu đó là tế bị sóng bắn bài xí nơi hết nước ở mắt đầu tư chứ tổng số vốn đầu tư là 140 triệu nên nó dệt xây bể tập trung thôi chứ là quảng bản là mi bét xíp hả hơn mà dệt chết bể mà sử dụng nó không đảm bảo nên là mất cửa vứt tiền ấy nay hiện tàu mà họ đã bị 2019 đi hơn nước chẳng mà mi vốn mà tu sửa ở hướng dần mương đấy xin nó là chẳng dệt chủ vội mà họ từng hơn đấy khi nó nằm nay nó sủ là rất là đảm bảo để sử dụng quanh năm tính cái quay pì coi như là bất hành năm rất là sợ. Khai ni, huyện Mũng Ảng, mi dàn sao phân hỏi chua hươn đẩy bàn dài nằm bẹ, tòi chua hươn. Vịa bàn dài nằm sủ, họt từng chua hươn đẩy dần bay xồm trờ. Té vịa bàn dài nằm sủ, họt từng chua hươn, lại chua hươn, cỏ phai phơn, tẳng mớ, sảng bành chu công trình hươn bày qua nọ. Trường hong đơi kiến rú, nhận vào tiếng ăn vẽ sờ đôi kiến rú mư hương đi xưa nằm vẽ cánh vẽ sờ vón rú phồng bản na lưng men cù có lút xe đầy cuồng đôi kiến rú hàng mư hồng mỏi côn mỏi cho hơn cánh men cù cân sẵn cuồng bảy chè hảo hanh nho sùng đôi kiến rú dần bay y men nâng cuồng vương tiểu trí cuồng trường trình luông bùn quảng mương tẳng tánh bàn nam ứ. Vừa xương năn, vây nhận vào lang đi công trình, cái năm pẹ té cơ hòa hoài, mơ họt chu bón bàn dài năm, nhận vào năm sủ hở dần bay. Chu xã bàn, có tẳng tánh chu tổ đôi vững đù công trình, bàn dài năm, lập tan sảng bành, có cái năm hắc vé té nhạ. Biến chu đông hô năm, cánh khóa phan năm, con chớ đông hô bé báu sủ đầy lưng chớ suối lăng bể lọc bể chuồng nằm đối cấp dần bay xã ẳng càng công trình văn dài năm sủ mi nghĩa cơn sẵn vừa kẻ cam đầy vịa báu po năm sủ nằng nỉ té hừng ma pom năn có hôm phân nho sùng luông hù cánh luông quén khơi sủ năm pẹ không dần bay vừa xương năn xã lưng phòng trờ họt vịa sảng bành chu công trình năm sủ nẳng quồng phòng nhận vào bàn dài năm pe sủ hở dần bay trong những năm qua thì được sự quan tâm của đảng nhà nước và các cấp các ngành thì trên địa bàn xã cũng được đầu tư một số cái công trình nước sinh hoạt đẩy luông tròi dừa không đảng hơn mương cánh chu cấp chu ngành một số công trình xã co đẩy phai ngơn tẳng tánh lại công trình năm pe sủ co tóp dày láng áo ma tăng sủ năm pe không dần bay lại công trình đẩy tẳng tánh hừng pì hắc pé té nhạ co đẩy hơn mương phai phơn choi dừa ngân cốc lợp tan sảng bành họt khay nằm nay về hở dần bay sủ co đẩy nhận vào chí sư tam bánh khay cứ đẩy lang tì lằng chớ phai hơn tặng tánh chu công trình văn dài năm pẹ phùng bản na
dàn chế họt, chuồng ảnh tẹt ban, cần tảng tánh quỷ chế màn cạt, mắt tang vệ dệt, cánh ấu khẩu sủ, chu công trình, nằm pẹ. Lý xìa, vệ võ thủ đầy, ngươn sủ nằm, cánh dệt sam, nằm sủ. Nọ đã nọ, chu cấp chu ngành địa phương. Cơn chiến pháo tua quảng, họt dần bay, phù lơi đi, khổng vệ sủ nằm pẹ. Lươn tướm số chú hươn, đẩy sủ nằm pẹ, nằng phồng, bản na. Từ thế năn, nho sùng lang đi chu công trình, nằm sủ. Cánh đới kiến rú dần bay. Năm dệt cứ đẩy lang đi, trường trình luông bùn cuồng mương, tầng tánh bàn, na mớ. Cánh trường trình cuồng mương, bàn dài, năm tiếng an, hở dần bay. Trương Pò Mè Trương Pinh Nong Hạc Sường, Hồng Ký, Mèn Tàng Trường Chiên Lang Khổng Pò Mè Côn Lao, Trăm Và Đơi Kiền Rú, Mi Lai Biến Thái Lai Khù, Ha Và Pò Mè Côn Lao, Nhăng Hiểm Phải Đẩy Nghe Tắm Bộ, Cánh Ký, Văn Kiểu của Cuồng Đơi Kiền Rú Khổng Pò Mè Côn Lao Hàng Mử. Cuồng chương trình mới nì xung khỏi xó mơi tinh lái Pò Mè Pinh Nong, Pòm Xào Hà, Hồng Ký, Cánh Nghe Tắm Bộ, Khổng Pò Mè Côn Lao, rú bản Na Sang Nưng, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Bản Na Sang Nưng, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, men bón kín rú té châu té đái ma Khổng Côn Lao. Chơ khẩu bày giảm bản, có hền ưỡi nòng phổ nhinh lao, năng tắm hụ. Hông ký báu châm to tàng trương cần hà vầy tắm hô khít hụ đào. Nhắc men tàng trương chiên lang kiên phừa cắp đôi kiến rú Khổng Côn Lao rú nỉ. Tòi lung lo vằn lãnh, hông ký Khổng Côn Lao vẹ xương hông ký Khổng Côn tay. Hông ký vầy tăng kênh chưa hụ, xót sở khẩu cánh phum. Chưa hụ tăng phiệt tòi luông hy Khổng hông ký. Cánh phum phạt hừn hụ, chơ tắm hụ, ưỡi nòng phổ nhinh, năng nẳng hông ký, nhằm sở tìn nhằn, vầy hở khẩu hụ, khảy khừn, khảy lông, bền bóng, trắng xót xuôi sở, phạt phum pâng mư, vầy xềm mày nền pâng cằn. Cái vấn đi rồi, mình thăng ký đi rồi, mình bằng thời gian giết ốc, kháng ký nì rồi mình còn xung khói có bố hủ. Có đàn ốc mà đàn nghìn bao phú sau có vá nè nàn đạo. Đàn mì ký nì, dết phai, đàn phương trai đó dết ký. Phương nhìn đó đàn dết hú, dết phai nì. Đấy nì mình thuộc là truyền thống tới châu. Tế đưa tế lai mà nì mình bố vàng lại bọn nì nè. Mình nhàng tồn tại hoặc khai nì mình vẫn dết. Tuy rằng vừa đây phải khái, phải khơi còn cái dết vai nùng. Bày sử dụng sơ nạn nhân giết thành cái xuống xưa phía trai ấy để giết xin nó phía nhìn đây nên khai rồi mình xuống xưa phía trai để sau sử ở thuế nhưng mình khai vẫn tồn tại nhưng vẫn giết tần là xin ấy là việc ni vẫn vàng đây bị hê vàng đây vẫn nì này. Hông ký chân lang Khổng Côn Lao ẩu mày chỉnh báo co mày phái dệt mày đầu có dệt đầy ha và cần tóc đầy số nâng khổ trắng dệt hông ký sủ đầy hừng hy hông ký giò phủ trai Côn Lao dệt dệt xương sư chọp cắp lông mi cánh côn tắm hụ hông ký le pẹ xương dệt ngài ha và cần đầy tính tà đi chăn xíu bắc bóng leo trắng tọ giỡ cằn dệt xương sư hàm măn hẳn mặn phủ hông ký tắm hụ hôm mi mày còn hụ xuôi tiền nhằn bèn năng tắm hụ hông ký đầy ẩu xí lăm mày hy gian sàm thưa tọ sở xí sầu sùng thưa thóng họt sòng thưa bền hông xí pịch té cạp đìn họt sòng lăm mày khàng rú phái tờ hông ký gian hà xếp phần té sòng lăm mày khàng phái tờ cách sòng lăm mày khàng rú phái tinh lò cài thưa nưng nằng sòng lăm mày khàng phái tờ nàng nưng vầy ngôi bèn năng tắm hụ
giúp năn cách sòng sầu gian hốc xếp phần tọ sòng lăm mày sở vài dệt còn hụ quần phải chơ tắm phái tinh sòng lăm mày khàng tang nửa lò mi khéo may nâng hy gian thưa thóng hỏi tiền nhằn khổ dạ cha nhất cuồng gian dệt hông ký lò tọ còn bữa tọ còn trắng dệt bền hông ký dương năn đầy tọ xíu đi chăn hông ký vào khẩn luôn hụt trang luôn nguyên mốc bồng chờ khám đầm trăm nền khỏng côn dệt dương năn hông ký trắng hàn mặn năng tám hụ trắng ngai báo khỏng cung sằng lẳng nằn trắng tám đầy bưng va phải chăn xưa tô mà ký cái đời bước thứ nhất là khẩu ba sao mai sao mai là sao mai lý này mai bông mọt này là áo lại mai là sáu mà là si sáu ăn khư đuống là mình là si ăn khư nói này hạ ăn trên đờ à ma hươn là ở trong ma thác ma bao là ma siêu siêu là ma lắp lắp vuông văn là với sai lịch tăng đây là lắp là mất chắc chắn là chẳng là thành bên ký xin là ký này rồi mình mà chơi ai cất xí ngõ ma đó đã hiến con thảo diệt đậu xin là có con thảo diệt bưng đủ có ép đầy khai cửa sẵn sàng phải hung diệt diệt là phải diệt mất chắn mất lý là mình mất chắc chắn xin là diệt này là mình giáo hồi quân nhìn diệt hũ khảm cài lại gian nham không ký tắm hô khổng côn lao nhưng đầy bảy hiểm bê sưng nham châu bưng va phải khít hùng hưa đầy tắm bền té bưng khẳng không ký không ký ảo mày trình mày phải mày sang dệt xiềng bung xuôi năn khalon khalon ha và bưng khẳng không ký có mi san khổ biến thái vầy chọc cắp lang ảo khổng côn sù tắm hô bưng xềm mày mòn đầy biến xìa cài bưng xềm mày phùng khai nặng chơ lạt lớn xưa lò biến bón mày điểu có dệt bền hông ký máu bưng mày điểu mi nghĩa cần sẵn bừa và dệt o lại hốn lai khỏng va phải khít khe nỉ bừa còn phải quàng xưa xưng nần hông ký có đầy dệt o quàng mày điểu báu rũ khoàng pẹ xương còn khay cò dệt viết mưa toi hông ký ăn hô này lò hô khai để mình dệt nhà dệt nhà sau sơ liều thối sơ nao nan giảm kẹp áo thối ăn chơi tay trao lò mình kẹp chú vạt bay lò mình sơ liều áo tăng nứa nan dệt mét tăng ni đảo chăng áo liều ăn lông mà chăng dệt phường nương mơ mà đỡ dệt giặc hô khai rồi mình đỡ dệt nhà dệt van nói nan rồi mình dệt van rồi lại nhà loài mơ ni nó mèn loài cao tay trao tay lái ai em uốn dệt lò y nà mi thể nhận danh không ký men tàng trương cần sẵn dệt o bưng va phải khít hùng hưa chăn tà tà và mi luông trang tìn trang mư bó co mày chăn to đầu và bó mi hông ký hư cò báu tám o đầy bưng va phải khít chăn khay ni nàng bàn na sang nừng phân lại hơn đầu có mi hông ký tám hụ tàng vầy nàng phơi hươn bó co cổng lang mi chua hươn mi té sòng hột xàm hông ký chơ vàng vịa ở nòng phổ nhinh lao còn nàng tám hụ nàng hông ký ở nòng phổ nhinh nhang tẩy bóng biển sở vầy tranh trinh gian đèo tám hụ phải khiết đầy dệt o lại nhất té bưng hông ký nỉ lò xỉn khổng phổ nhinh dâng nằn xỉn sửa chân lang khổng phổ nhinh lao lưng chắn ngam hùng hưa lần xưa là nàng tiền xỉn cắp lại hún lai bọ côn lao lưng tắm đầy lại va phải khiết mi lại hún lạ cằn ha và đầy lại côn mặc tắm nhất là hún tổ luông co đành hún tổ sửa hún đồi ngu kiểu cằn nòng nhinh biến bền tần nộc cánh hún côn khí trang mời hún lai nàng xỉn khỏng phủ nhinh lao có cốc tẻ bưng quam tô lang minh nghĩa bọ phủ sòn côn
luôn ngắm bùn mà tang đời kín rú khòng sầu. Té hừng ma hông ký có kiên phừa cắp đời kín rú khòng côn lao, man đầy bảy chè trên cái tòi luông, ải bo hở lụ chai tỏ hông ký, êm bo hở lụ nhinh luông tắm hụ. Tả và nghe tắm hô khít hô đào bó đẩy lại côn năm dệt, ha và hông ký lưng men tàng trường trên lang kiên phừa cắp côn lao. Khay dài phóng tê nê phùng mũ chầu pi nong khay át tu mương theo đó chu rú bản muôn xuân căn sườn lo nê pén rú mương muôn chốm căn tàn hậu co cầm tó bản mẹ nam hòa bó rỗm thành tê đò sai có trái ôi dôm phết phành tôi phú phá đan năm phán ổm chu công này phú này mua đeo đồ hòa mượn phanh mi bó pa mà tê lo là mượn nong mi bó xi măng mượn hàng mi đấm này trường hãng khong ca tê lo xum hà ơi biến hướng nhà phu bò nà mà biến hướng xây điều nê hướng khả đen mẹ bênh mà biến hướng ngồi điều đò biến bản nồi bìa nhớ chống khay tê đó tang bầy má báo lò hòn quái sướng châu tang đuấn tàu qua chơ khảm ta cháu thành năn nê mỹ khóa đón khóa đành đát sái dài nhựa là đuấn tàu qua chơ xe máy má phành nêu nò sai có trái ơi tam hình ưỡi chốm nôi khẩn khí xe phay tê ni bay giam pả mướng đói có bó hột đều ngái đó bơi nô bay giam nung giam tà mướng quai bó hột đều mư từ tế đằng uân chi sảng tánh là mướng hậu nà bên trái ôi hà ôi đinh thành có chẳng khay bó chuẩn nào cả đó quá hông khay bó điền bó năm bày tua hơn dần mương thành mương lại nồng lại na tang quảng sứ niên niên tê lò sung hà ơi to hay ngai khí xe tang khẩu nó qua tam hành tàu khắm mấy thầy na tê lò tung thành há báo mộng dương sương pàng châu nhưng tướng khẩu pa chín tùm phén đình mương tèo búa tung thành giáng phường xót hành pê ánh sàng tê đò xô mơ sơ chương trình truyền hình quang tay khóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên hót nỉ sò sang con hèn bò tinh lại bò mẹ pin ong cuồng chương trình tưa lằng chung tăng hạc sường.